Xin chào tất cả quý vị và các bạn thân yêu và ngày hôm nay thì trở thành audio mới về được hai cặp loa nha đến từ thương hiệu JBL siêu lướt cực kỳ đẹp và sẽ giới thiệu đến cho quý vị và các bạn nha và dĩ nhiên rồi nè quý vị và các bạn với những mẫu loa hàng chính hãng này nhập khẩu đầy đủ siêu siêu quy mà lại siêu lướt nữa thì chắc chắn nó sẽ không có nhiều để chúng ta thương mại hóa như hàng mới đâu và với những cái modem này mà đặc biệt là quý vị và các bạn chúng ta săn được thì à, chắc chắn rằng nó sẽ còn rất là đẹp nha mọi người. Đây, không cần phải nói nhiều nữa nha mọi người. quay Trẻ sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn về cái lô hàng này. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có hai cặp loa nha. Cặp loa thứ nhất là JBL KP4015G2, modem mới nhất của JBL nha mọi người. Và bên cạnh đây là một cặp loa siêu lướt nữa. JBL KP 2012G2 Đó, quý vị thấy rất đẹp đúng không ạ? Và bây giờ thì qua trường sẽ cho quý vị và các bạn chúng ta được xem chi tiết hơn Và cũng vừa giới thiệu cho quý vị và các bạn hàng siêu lướt Nhưng mà qua trường cũng chia sẻ thêm cho quý vị và các bạn nha Chúng ta phân biệt được đâu là hàng chính hãng của JBL Mỹ à, thuộc hàng màn sản xuất Và trước khi chúng ta giới thiệu thì Trường Thành Audio sẽ tặng ngay cho quý vị và các bạn 100 triệu tiền mặt nha chỉ cần quý vị và các bạn phát hiện được ra Hay là mang lên nhà hãng đơn vị nhập khẩu Hay là mang bất kỳ quý vị check kiểu gì cũng được Mà khẳng định được hai cặp loa này Trở thành audio bán cho quý vị và các bạn Không phải là hàng chính hãng Chúng tôi sẽ tặng ngay 100 triệu tiền mặt Và đây thưa quý vị Với một cặp loa siêu lướt JBL KP4015G2 Quý vị có thể thấy này Gần như nó còn đẹp đến 99% quý vị ạ gần như không có bất kỳ một cái dấu hiệu về xước này, quý vị này, hay là từng con ốc nhỏ nha. Đây, quý vị và các bạn có thể xem thấy từng con ốc nhỏ trên cái mẫu loa này này, gần như nó còn zin, tất cả zin 100%, nha mọi người. cực kỳ đẹp quý vị này, nước sơn này. gần như là với cặp loa này thì trưởng thành audio nhập lại của một anh khách thì cũng mới dùng được khoảng vài tháng thôi, nha mọi người. Cũng không hiểu lý do gì. À, đây là một cặp loa không phải khách hàng uh, mua trực tiếp tại trường thành audio bởi vì chắc chắn khi quý vị mà mua trực tiếp tại trường thành audio thì chúng tôi sẽ tư vấn cho quý vị những cái giải pháp nha chắc chắn mua về phải dùng phải hay có thể có một cái nguyên nhân nào đó chắc là mua cặp loa này về rồi ghép với những cái thiết bị ở nhà nó không hợp chẳng hạn có thể không khai thác được một cái hiệu quả âm thanh tốt thì uh, khách thanh lý cho trường thành audio và đây quý vị có để ý nha trên cái mẫu loa này KP4015G2 này thì nó còn rất đẹp, quý vị này nguyên tem của đơn vị nhập khẩu nha mọi người. Đây vẫn còn tem của đơn vị nhập khẩu được công ty Ba uh, Sao, quý vị này. Đây là công ty uh, xuất nhập khẩu nha mọi người là đơn vị nhập khẩu chính ngạch à, cái modem loa này tại thị trường Việt Nam vẫn còn nguyên nguyên zin, quý vị nha, chưa cả kích hoạt, quý vị này. Và đây còn một cái điểm nữa, quý vị và các bạn cần lưu ý nha. Tất cả những cái mẫu loa à, đến từ thương hiệu JBL thì ngoài tem của đơn vị nhập khẩu ra, thì quý vị và các bạn cần phải để ý kỹ thêm một cái tem màu đỏ nữa nha mọi người. Bởi vì thế nào là hàng chính hãng? Hàng chính hãng chính là một cái đứa con, là một cái sản phẩm của chính hãng đó sản xuất ra, tạo ra nha mọi người. Ví dụ như là JBL à, tạo ra mã loa này chứ không phải là hãng DT của Đức chẳng hạn hay là hãng Vatasa của Nhật vân vân, đúng không ạ? Thì bất kỳ một cái sản phẩm nào của JBL tại thị trường quốc tế nha mọi người. Trung Quốc hay Việt Nam thì nó phải có thêm một cái tem nữa quý vị này Đây là tem màu đỏ quý vị lưu ý nha Đây là một cái tem màu đỏ chống hàng giả của JBL Đó Nếu quý vị và các bạn mà mua hàng siêu lướt JBL chẳng hạn mà chúng ta thấy không có cái tem đỏ này Thì quý vị và các bạn cần phải lưu ý nha Dĩ nhiên là tem của đơn vị nhập khẩu thì nó mới chỉ chứng minh được 50% thôi Đối với thương hiệu JBL nha mọi người Và bắt buộc nó phải có cái tem màu đỏ này quý vị này đó để chúng ta cào và check quốc tế à, chính vì vậy cho nên chúng tôi tự tin à, luôn luôn cam kết quý vị nha kể cả tất cả những cái sản phẩm mới của JBL hay là những cái hàng lướt của JBL thì chúng tôi luôn luôn cam kết với quý vị và các bạn là hàng chính hãng 100% chỉ cần quý vị và các bạn phát hiện ra trở thành audio bán cho quý vị và các bạn cái cặp hàng siêu lướt này KP4015G2 này hay là mẫu 2012G2 này mà không phải là hàng chính hãng của JBL của Hạc Man thì chúng tôi sẽ tặng ngay 100 triệu tiền mặt cho quý vị và các bạn nha. Đó, quý vị thấy không? Và cái mẫu này thì con trường sẽ công bố giá cho quý vị và các bạn cực kỳ là giật mình luôn nha mọi người. Chỉ có là 31 triệu Việt Nam đồng thưa quý vị. 31 triệu Việt Nam đồng nha mọi người. Và so với giá mới bây giờ thì hãng đang niêm yết là 45 triệu nha mọi người một cặp. Đó. So với giá mới thì quý vị sẽ rẻ được đâu đó khoảng 13 triệu Việt Nam đồng rồi. Rất là hời đúng không ạ Dĩ nhiên rồi thưa quý vị Khi chúng ta chơi tất cả những cái hàng điện tử Bất kỳ một hãng nào Thì khi quý vị và các bạn chúng ta đã sử dụng rồi Thì à, không thể tránh khỏi được cái vấn đề Mà chúng ta bị mất giá đúng không ạ Cho nên là với những ai mà chúng ta có nhu cầu thật Về mẫu loa này Và chúng ta mua được, săn được hàng siêu lướt Thì à, sẽ được một cái mức giá rất là hời Chỉ có 31 triệu về Nam đồng Quý vị và các bạn đã sở hữu ngay được Một mẫu loa chính hãng quý vị này JBL kp 4015G2 và tem quý vị nha, tem nhập khẩu của đơn vị nhập khẩu này là từ tháng 10 năm 2023. Rất là mới đúng không ạ? Mới dùng được có vài tháng thôi và gần như nó còn nguyên zin 100%. Đó, và cái giá 31 triệu Việt Nam đồng nha mọi người. Thì trở thành audio bao ship cho quý vị và các bạn và cam kết bảo hành cho quý vị và các bạn một năm nha mọi người. Bảo hành đúng bằng hàng mới. Đó, một năm nhưng với những quý vị nào mà đã mua hàng tại trường thành audio nha, tức là được hưởng cái chế độ bảo hành 5 năm. Khi quý vị mua mới chẳng hạn, mà quý vị có nhu cầu bán lại cho trường thành audio khi quý vị không có nhu cầu sử dụng uh, cái modem loa JL nữa thì chúng tôi sẽ căn cứ dựa trên cái ngày quý vị mua hàng. Ví dụ như chúng tôi bảo hành 5 năm chẳng hạn nha, mà ví dụ như trong trường hợp này mà mua từ tháng 10 chẳng hạn 2023 thì uh, quý vị phải cộng thêm khoảng cỡ 4 năm nữa. nha mọi người đó, đến tháng 10 năm 2029 chẳng hạn. Đó thì vẫn được bảo hành thêm 4 năm nữa tại trường Thành Audio. Nhưng mà dĩ nhiên đây là một cặp loa mà chúng tôi mua lại của khách hàng và khách hàng này thì trước khi không mua hàng của trường Thành Audio mà mua hàng của những cái đại lý khác nha mọi người, của bên công ty Basa Đó, hiện nay thì quý vị cũng đã biết với cái model này thì cũng được bán cũng rất là rộng rãi trên thị trường. Đó, và chốt lại quý vị nha, với cặp này thì quý vị hãy nhanh tay bởi vì rất nhiều quý vị và các bạn sau những cái clip mà Trường Thành audio chia sẻ chẳng hạn mà có nhu cầu mua cặp loa này thì gần như chúng tôi sẽ bán hết rồi bởi vì số lượng nó không có nhiều. 31 triệu Việt Nam đồng nha mọi người. Để sở hữu ngay một cặp loa siêu lướt à đẹp đến khoảng 99%. Nha quý vị, KP 4015G2. Và đây thưa quý vị. Bên đây là mẫu loa 2012G2 cũng còn rất đẹp nha mọi người. Theo quang trường đánh giá thì mẫu này đẹp tầm khoảng 97 98% nha mọi người. Gần như là còn nguyên zin quý vị này, từng góc cạnh nhỏ này. Đó, nước sơn này nó còn rất là đẹp. Long lanh luôn nha mọi người. Và gần như những cái hàng mà trở thành audio về siêu lướt thì đều là những cái hàng tuyển chọn nha mọi người. Không phải quý vị thích mang bất kỳ một cái mẫu loa nào, modem loa nào đến trường thành audio chúng tôi cũng nhập lại đâu. Yêu cầu đầu tiên nó phải là hàng chính hãng, sau đó nó phải nguyên zin Nha mọi người, chưa qua bảo hành sửa chữa của nhà hãng. Đây. Và với cái modem này thì để coi trường xem nào, năm sản xuất nha quý vị. Năm sản xuất là 2022. Vậy là khách hàng mới dùng được khoảng cỡ hơn 1 năm. Nha mọi người. Đời mới quý vị này, KP 2012G2. Đó, và cũng nguyên tem của đơn vị nhập khẩu nha mọi người, của công ty Ba Sao quý vị này. Và trên cái tem này thì chưa cào kích hoạt. Đó, còn nguyên zin quý vị nha và cũng có tem chống hàng giả của JBL quý vị này. Cái tem đỏ này mới là quan trọng quý vị nha. Đây là cái tem của JBL làm chống hàng giả. Chúng ta có thể cào trích quốc tế. Đó, và series vẫn còn nguyên. Gần như quý vị, cặp KP202 G2 này còn quan trường đánh giá còn rất đẹp quý vị ạ. Zin 100%. Và với mẫu loa này thì đang có mức giá thanh lý hàng siêu lướt này, cực kỳ tốt quý vị ạ. Giá mới đâu đó các đơn vị khác cũng bán tầm khoảng trên 30 triệu. Đó, hàng mới nha mọi người Nhưng mẫu siêu lướt này đẹp khoảng 97-98% Trở thành audio sẽ uh, cho quý vị một cái mức giá kỳ sốc nha Chỉ với 20 triệu Việt Nam đồng Quý vị và các bạn đã sở hữu được ngay một cặp loa siêu lướt này rồi Nếu mà chúng ta đam mê thương hiệu JBL đó, chỉ có 20 triệu đúng không ạ Và truyền thành audio sẽ bao ship cho quý vị và các bạn nha Và đây là một cái mẫu loa bass 30 quý vị ạ Hay chúng ta gọi chuyên nghiệp hơn là 12 in à, Một loa bass 12 in quý vị này Và một loa chép kèn ở bên trên và với mẫu 4015G2 này thì nó là bát 40 nha mọi người hay chúng ta gọi chuẩn hơn là bát 15 in đó và một loa chép kèn và mức công suất hiệu dụng của 4015G2 thì nó cho ra mức công suất là 400W trên một chiếc loa nha mọi người còn với mẫu 2012 này G2 này thì nó sẽ cho ra mức công suất là 350W Vậy thì trong cái clip ngày hôm nay thì Trường Thành Audio chỉ có về được hai cặp loa thôi để giới thiệu đến cho quý vị và các bạn thôi. À, đây là hai mẫu loa mà Quang Trường cũng đánh giá được rằng là nó rất là đẹp quý vị ạ. Gần như à, Quang Trường cũng nhắc lại nha. Với những mẫu loa đẹp hàng line new, à, hàng siêu lướt nha mọi người. Hay chúng ta gọi sang hơn theo tiếng Anh đó chính là hàng line new. Thì gần như nó không thể có nhiều để cho quý vị và các bạn chúng ta thương mại hóa như hàng mới được. À với hàng mới thì quý vị và các bạn cần bao nhiêu chúng tôi cũng có, chỉ cần quý vị và các bạn có nhu cầu thôi. Nhưng với cái lô lần này thì chúng ta chỉ có duy nhất thôi, hai cặp loa siêu lướt à 4015G2 và 2012G2. Vậy thì quý vị và các bạn mà có nhu cầu nha, mua hai mẫu loa này thì hãy nhanh tay liên hệ đến với trưởng thành audio. Vậy thì rất nhiều quý vị và các bạn có thể là ngoài cái vấn đề chúng ta tìm hiểu về sản phẩm ra thì cũng có thắc mắc rằng là Tại sao Trường thành audio lại lâu lâu lại có rất nhiều à, những cái sản phẩm của JBL hàng line new này, hay chúng ta gọi là hàng siêu lướt nha mọi người. À, rõ ràng thì trên thị trường như quý vị cũng đã biết, à, đây là những cái dòng loa full, à, những cái dòng model phổ thông của JBL à, bán rất là nhiều trên thị trường và có rất nhiều khách hàng. À, có những khách hàng thì mua hàng của Trần thành audio từ lúc mới này nhưng mà đa số số lượng lớn hơn thì à, mua hàng của những cái đơn vị à, audio khác cũng trong cùng lĩnh vực kinh doanh và khi không có nhu cầu sử dụng chẳng hạn có thể có những người mua được 10 ngày 20 ngày đó có thể cảm thấy à, khi sử dụng thực tế không phù hợp chẳng hạn thì à, cũng bán lại thì Trần thành audio sẵn sàng nhập lại quý vị nha và với những quý vị nào có thể có nhu cầu bán lại cái sản phẩm của mình à, tất cả những modem G bán chạy như là À, 4012G2 quý vị này loa JBL KPS2 hay là mẫu PRX412M hay là 415M này hay là mẫu loa JBL à, dòng KP202G2 đó, đấy là những cái mẫu loa full bán chạy của JBL tại thị trường Việt Nam quý vị nhá. Thì chúng tôi sẵn sàng nhập lại. Còn những cái model khác mà chúng tôi không nhắc lại, không kể đến trong vừa nãy thì à, đó là những cái model mà bán cũng không chạy lắm, cho nên là chúng tôi cũng không bận mà nhập lại quý vị nhá. Vậy thì để mà đặt hàng thì quý vị hãy nhanh tay à, liên hệ đến hai số hotline chính của trường Thành Audio hoặc quý vị có thể đặt hàng trên hệ thống website của chúng tôi. À, nếu quý vị cảm thấy clip hữu ích nha, hãy nhớ cho trường Thành Audio xin một like này, rồi share kênh và đặc biệt là đừng quên nhấn nút subscribe để cập nhật rất nhiều những clip mới nhất từ trường Thành Audio như là chia sẻ kiến thức âm thanh quý vị này, hay là review sản phẩm hay là những clip giới thiệu đến quý vị và các bạn những sản phẩm siêu lướt đến từ rất nhiều thương hiệu nổi tiếng nha mọi người. Xin chào, hẹn gặp lại thưa quý vị thân yêu trong một clip gần nhất. Trường Thành Audio uy tín hàng đầu, âm thanh tuyệt hảo.